Mỹ Tâm nhõng nhẽo tựa đầu vào vai Hà Anh Tuấn hát trước hàng nghìn khán giả. Họa mi tóc nâu đã có nhiều cử chỉ nũng nịu cực đáng yêu, thậm chí còn hỏi Hà Anh Tuấn có rung động về mình không khi làm khách mời trong đêm nhạc của nam ca sĩ. Tối mùng 7 tháng 4, Hà Anh Tuấn đã mang đến một đêm tiệc nhạc thật sự tuyệt vời cùng sự có mặt của hơn 4.000 khán giả tại Hà Nội. Sức nóng không tưởng của đêm nhạc lần này không chỉ đến từ nam ca sĩ mà là ở vị khách mời đặc biệt, không ai khác chính là Mỹ Tâm. Mở màn với Đừng Hỏi Em, cả hai nắm chặt tay nhau để hòa quyện trong từng giai điệu nồng nàn của ca khúc. Để trêu đùa đàn em, nữ ca sĩ cho rằng nếu cứ nắm tay mà không có tiến triển gì về tình cảm thì rất kỳ. Thậm chí cô còn nũng nịu hỏi Hà Anh Tuấn có rung động không khi nhìn thấy mình. Đáp lại lời nói này, nam ca sĩ đã đưa ngực trái của mình để Mỹ Tâm ghé sát và kiểm tra nhịp tim. Cả hai đã có những màn đối đáp hài hước và những giây phút vô cùng tình cảm trên sân khấu. Đối với riêng Hà Anh Tuấn, việc mời được Mỹ Tâm trong show diễn lần này thực sự là một niềm vinh hạnh vì nữ ca sĩ chính là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ và cô cũng chính là thần tượng một thời thanh xuân của anh. Tôi mời Mỹ Tâm với lý do lớn nhất, đó là tôi tôn thờ âm nhạc truyền cảm hứng, sống đẹp, sống thẳng thắn, có nguyên tắc và trái tim nhân hậu. Và Mỹ Tâm chính là người có tất cả điều đó. Ngay sau đó, khi một mình đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm cũng đã có những chia sẻ ngọt ngào dành cho đàn em. Hà Anh Tuấn là một người xứng đáng nhận được những tình cảm như thế này, vì thực sự chỉ cần nhìn thôi là có thể cảm mến ngay. Tuấn hầu như đã có tất cả những thứ mà mọi người mong muốn mà mình cũng thích. Cho nên với một lời mời ngọt ngào đó thì mình nhận lời ngay. Mặc dù lúc đó cũng có những dự án riêng, tuy nhiên khi nghe lời mời đó, nó làm cho mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Vì vậy nên không có lý do gì mình lại không có mặt trong buổi tối tuyệt vời này. Ngoài những ca khúc có trong kịch bản, Hà Anh Tuấn cũng mang đến bất ngờ cho Mỹ Tâm khi mời cô cùng song ca với mình trong một ca khúc đặc biệt, Tình Em Ngọn Nến. Đây cũng chính là bài hát đã gắn liền với những hình ảnh của một thời tóc nâu môi trầm. Nữ ca sĩ đã dành cho Hà Anh Tuấn những cái ôm và tựa đầu vào vai anh để thể hiện lại trọn vẹn những giai điệu thân quen vô cùng sâu lắng. Đêm diễn Người Đàn Ông và Bông Hoa Trên Ngực Trái của Hà Anh Tuấn đã khép lại trong những cảm xúc tuyệt vời. Không chỉ những nghệ sĩ trên sân khấu được thăng hoa, mà dường như tất cả những khán giả có mặt đều được sống lại trong chính giai điệu của từng ca khúc. Hà Anh Tuấn nói rằng, ai đã, đang và sẽ yêu thì sẽ phải nghe nhạc của Hà Anh Tuấn. Có lẽ điều đó rất đúng, âm nhạc của anh khiến mọi người cảm thấy tình yêu thật đẹp. Dù nó dang dở, dù nó không mang một happy ending, nhưng nó sẽ là một góc ký ức đẹp trong thời thanh xuân của mỗi con người. Hơn 4.000 khán giả bắt Hà Anh Tuấn hát đến 0 giờ. Live show của nam ca sĩ kéo dài thêm nửa tiếng để chiều lòng khán giả. Đêm nhạc của Hà Anh Tuấn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội tối mùng 7 tháng 4. Như mọi live show trước của anh, đêm nhạc cháy vé. Trước giờ chương trình bắt đầu, nhiều fan sẵn sàng chi hàng chục triệu mua lại một cặp vé chợ đen. Gần 21 giờ, Hà Anh Tuấn xuất hiện, anh trêu chọc các fan rằng Si Sincere lập kỷ lục là chương trình có nhiều khán giả nữ mặc đẹp nhất vì mọi người mà chụp ảnh quên vào nghe hát, khiến ca sĩ phải chờ. Đêm nhạc có chủ đề Người Đàn Ông và Bông Hoa Cài Trên Ngực Trái. Hà Anh Tuấn ví von âm nhạc tựa những bông hoa đẹp, anh và ekip của mình là thợ làm vườn. Sân khấu của concert ngập tràn hoa hồng trắng. Mở đầu chương trình, Hà Anh Tuấn gợi lại ký ức của thế hệ khán giả 8X, 9X qua các ca khúc quen thuộc như Nuối Tiếc và Em Đã Yêu, Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ, Mưa Phi Trường, Chiếc Khăn Gió Ấm. Không khí nóng lên, anh tiết lộ sẽ hát những ca khúc không quen lắm. Hà Anh Tuấn kể câu chuyện về mối tình đầu, một cô gái dịu dàng xinh đẹp mà đến giờ không ai biết rằng Tuấn yêu cô ấy. Sau đó, các fan ngã ngửa khi biết người anh nhắc đến là diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Nam ca sĩ đùa, khi nổi tiếng rồi, Tuấn vẫn mong mình có cơ hội với người ta không qua một chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn chẳng hạn. Thế nhưng, cô ấy lại đi lấy chồng. Đến bây giờ vẫn ấm ức không hiểu vì sao thua một gã sinh năm 1985. Ngay sau đó, chương trình chiếu slide ảnh cưới của Song Hye Kyo, Song Jong Ki. Cô dâu đẹp nhưng chú rể không đẹp. Hà Anh Tuấn hài hước.
Hàng nghìn fan đồng loạt hô, anh Tuấn đẹp hơn. Sau đó, nam ca sĩ hát nhạc phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc và Hậu duệ mặt trời lời Việt. Ba bộ phim đều do Song Hye Kyo thủ vai chính, có lượng khán giả theo dõi ở Việt Nam lớn. Xuyên suốt Live Show, Hà Anh Tuấn biến hóa nhiều phong cách, từ pop ballad đến rock. Anh còn thể hiện một số bản nhạc hoa gắn với ký ức thế hệ 8X, 9X như Đợi Em Đợi Đến Hoa Cũng Tàn, Con Đường Chúng Ta Đi. Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh là hai khách mời đặc biệt của chương trình. Hà Anh Tuấn bày tỏ, Mỹ Tâm là nguồn cảm hứng cho những người trẻ làm âm nhạc. Anh vô cùng vinh dự khi đàn chị đồng ý tham gia Live Show. Trên sân khấu, cặp ca sĩ liên tục trêu chọc nhau, khiến khán giả thích thú. Hà Anh Tuấn gọi Mỹ Tâm là em và khẳng định tầm kém Tuấn 10 tuổi trong âm nhạc. Anh khen nữ ca sĩ mặc đẹp và bị cô trêu lại. Tuấn có người yêu chưa? Tuấn có rung động trước Tâm không? Hai người tình tứ nắm tay khi xong ca Tình Em Ngọn Nến. Mỹ Tâm cũng hát thêm ca khúc Rực Rỡ Tháng Năm và Đâu Chỉ Riêng Em. Khi cô kết thúc phần biểu diễn, Hà Anh Tuấn nói, Tuấn tôn thờ âm nhạc truyền cảm hứng, cảm ơn họa mi đã đến dạo chơi trong vườn hoa của chúng tôi. Khách mời còn lại, Phan Mạnh Quỳnh, là ẩn số được giấu kín đến phút chót. Trước đó, chương trình thông báo Mỹ Tâm là khách mời duy nhất. Anh song ca với Hà Anh Tuấn hai ca khúc Vợ Người Ta và Nước Ngoài. Hà Anh Tuấn tiết lộ, ban đầu khi mới nghe Vợ Người Ta, anh cảm thấy bài hát rối lắm. Sau này, Hà Anh Tuấn vô tình nghe nhiều và nghiện ca khúc. Anh gặp gỡ Phan Mạnh Quỳnh và ngỏ ý hợp tác. Lúc đó, đàn em sửng sốt vì cho rằng dòng nhạc của hai người hoàn toàn khác nhau. Sau khi được Hà Anh Tuấn thuyết phục, Phan Mạnh Quỳnh đồng ý hai người ra mắt dự án chung trong năm nay. 23 giờ 30 phút, Hà Anh Tuấn cùng fan hòa giọng, tháng 4 là lời nói dối của em, để khép lại chương trình. Thế nhưng khán giả liên tục đòi anh hát thêm, khiến Hà Anh Tuấn phải trình diễn thêm ca khúc Tình Thôi Xót Xa, Em À, Phố Mùa Đông, Chuyện Của Mùa Đông, Anh Dí Dỏm, Mình Đang Xem Concert Mà, Chỉ Có Ở Phòng Trà Mới Yêu Cầu Như Vậy Thôi Chứ. Không giờ, khán giả liên tục đòi Hà Anh Tuấn hát thêm ca khúc 12 giờ, nhưng anh quyết định tiễn khách. Các fan yêu cầu nam ca sĩ tiết lộ về concert tiếp theo, tuy nhiên anh giữ im lặng. Khi tấm màn sân khấu khép lại, khán giả mới lục đục ra về. Phương Anh, Đống Đa Hà Nội chia sẻ, các tiết mục trong đêm diễn mang đến đều nhiều điều bất ngờ bởi phần hòa âm phối khí mới lạ. Chương trình không cần MC bởi anh Tuấn luôn biết cách dẫn dắt, đưa đẩy cảm xúc của khán giả một cách trọn vẹn. Thư Dung lúng túng trước câu hỏi về việc Tố Kỳ Duyên là người thứ ba. Cách đây vài ngày, Thư Dung có úp mở về việc một người đại diện nhan sắc khác đã chen vào giữa mối quan hệ của cô và một vị bác sĩ thẩm mỹ. Thư Dung nói, tôi từng có một thời gian làm việc với vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Khi đó anh ấy mong muốn tôi, Julie Nguyễn và bạn Hoa hậu Việt Nam ấy chụp chung một bộ hình để quảng bá thương hiệu. Thế nhưng bạn ấy không chịu vì chê tôi và Julie Nguyễn, tên tuổi nhỏ. Sự xuất hiện của người thứ ba ấy cũng khiến mối quan hệ giữa tôi và vị bác sĩ kia rạn nứt. Gần đây, cặp đôi ấy đang quen nhau và có những động thái quảng bá thương hiệu cho bệnh viện của anh ấy, mà đáng nhẽ vị trí ấy là của tôi. Tôi đang nỗ lực để có một ngày không những ngang hàng mà tôi còn bước lên vị trí cao hơn người đẹp ấy. Thư Dung lộ rõ vẻ lúng túng. Trước những úp mở ấy, công chúng đoán rằng người mà Thư Dung muốn đề cập chính là Hoa hậu Kỳ Duyên và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Không khẳng định hay phủ định, mới đây trong buổi gặp mặt báo giới, chiều ngày 7 tháng 4, Thư Dung được chất vấn rõ hơn về vấn đề này, nhưng người đẹp lại tỏ ra lúng túng và từ chối trả lời. Chiều ngày 9 tới đây, Thư Dung sẽ chính thức lên đường sang Ai Cập để tham dự cuộc thi Miss Eco International 2018. Trước cô, Việt Nam cũng đã có hai đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi này, đó chính là người đẹp Khả Trang và Nguyễn Thị Thành. Khi được hỏi đến vấn đề giấy phép để được tham dự cuộc thi, đại diện của Thư Dung trả lời, tất cả các thủ tục cần thiết để nộp về Cục Nghệ thuật Biểu diễn để cấp phép cho Thư Dung trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Miss Eco International 2018 đã được hoàn tất. Và nếu không có gì thay đổi thì trong ngày 9 tháng 4, sẽ có giấy phép.
Còn nếu không suôn sẻ, đương nhiên sẽ có cách xử lý và chắc chắn sẽ không xảy ra những trường hợp như Nguyễn Thị Thành. Đầu tiên là Thư Dung có lý lịch tốt, thứ hai Thư Dung đáp ứng mọi tiêu chuẩn và thứ ba là Thư Dung đáp ứng điều kiện cần là chính, là đoạt giải chính của một trong những cuộc thi cấp quốc gia. Vì vậy, việc Thư Dung không có giấy phép là tôi nghĩ là cũng không thể. Thư Dung lộ nhiều khuyết điểm trong giao tiếp. Trong buổi giao lưu, Thư Dung lộ nhiều khuyết điểm như không thể giao tiếp bằng tiếng Anh theo yêu cầu. Giải đáp cho yếu điểm này, đại diện của cô tiếp tục: "Thật sự đây là một điểm yếu của hầu hết các đại diện Việt Nam và tôi nghĩ Thư Dung cũng không ngoại lệ. Theo tôi, việc bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế chinh chiến, vũ khí lợi hại nhất của người chính là sự thu hút. Với tiếng Anh thì trong mỗi cuộc thi cũng chỉ tầm 10 thí sinh là dùng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ và đa số khi đến phòng ứng xử các cô gái đều dùng phiên dịch viên. Thư Dung vẫn đang trau dồi hàng ngày và thậm chí khi bước vào cuộc thi đó lại càng là môi trường tốt để Thư Dung tôi luyện. Ngoài ra, Thư Dung cũng lên tiếng về việc bị cho là nhút nhát. Có thể vẻ ngoài nữ tính và lần đầu nhận được sự quan tâm của truyền thông nên mọi người nhận xét tôi khá nhút nhát. Tuy vậy, việc tham gia nhiều cuộc thi giúp tôi quen sân khấu và luôn tự tin khi trình diễn. Bước vào cuộc thi với tâm thế thi đấu, vì tôi không phải chỉ thi cho mình, mà tôi đang mang trên mình hai chữ Việt Nam. Không biết kết quả ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.